tháng 4 hàng năm, những người yêu mến văn hóa Nhật Bản thường mong đợi đến sự kiện lễ hội hoa anh đào thường tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Giảng võ Hà Nội. Khung cảnh dễ nhận thấy là khuôn viên của trung tâm tổ chức luôn đông đảo người đến tham quan thưởng lãm. Và để đáp ứng đông đảo mong muốn của người dân đến đây để thưởng thức hoa anh đào và có thêm không gian tổ chức nhiều hoạt động, thì Hội Giao lưu Văn hóa Việt Nhật đã quyết định thay đổi địa điểm tổ chức lễ hội năm nay. Thay vì tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Giảng võ, lễ hội hoa anh đào sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long trong 2 ngày 11 và 12 tháng 4 tới. Năm nay sẽ có hoa anh đào thật đến từ nhiều vùng khác nhau của Nhật Bản để mang đến Việt Nam. Ngoài những tiết mục đã quen thuộc với công chúng Việt Nam như điệu múa truyền thống Yosakoi, cuộc thi bồng chọn, biểu diễn cosplay, trình diễn võ thuật, trình diễn một số món ăn đặc trưng của Nhật Bản như okonomiyaki, takoyaki, còn có những tiết mục vật sumo, môn vật nổi tiếng của Nhật Bản lần đầu được giới thiệu ở lễ hội hoa anh đào. Trong khuôn khổ lễ hội, ban tổ chức dành không gian để khách tham quan được chụp ảnh cùng hoa anh đào, tham gia trồng cây hoa anh đào, khu vực giới thiệu các loại hoa nổi tiếng của Nhật Bản. Đây là sự kiện hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 42 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nhật.